Bây giờ anh nói nghe nè, nói chuyện nói chỉnh nha, chứ chỗ anh này á là không phải đùa nghe. Mày mới chạy đám cưới đám giả ở dưới Kinh Tư đúng không? Đúng. Mày đi xuống dưới mày gặp mọi người tội phạm nữa sao? Ai hỏi không? Muốn xỉu luôn. Rồi mày có nói là tôi dắt cái thằng xuống tôi đi đi ra gặp ông Sớp E. Ông Sớp E đồng ý lấy 10 triệu bỏ qua chuyện này rồi đúng không? Mày tao lôi người ra có nói là tao cho lính tao quýnh mày ha. Có cắt cỏ mày ha. Bây giờ tao chạy rước người đó lên. Mày có nói lính tao quýnh mày chết tại đây mày chịu không? Kêu nay qua đây. Kêu chạy kêu nay qua cho tiếp. Để tập trung lính lại đây cho tiếp. Mày có nói chịu nói thì chịu có. Còn bằng không là tao kêu tập trung lính lại đây thì mày coi cái mạng mày. Tao không có quýnh mày chi đâu. Tao nó đi nó nói với người ta là dẫn thằng kia ra rồi thường trong bên đây 10 triệu mà đâu có nó nói dốc gì đó. Nếu mà có bây giờ lên đây nó chối. Trời ơi trời, cái chuyện mới cái bước này đủ mày chưa tha lỗi cho mày nữa mà bây giờ mày đi ra bán đứng tao là sao vậy trời. Không có quỳ gì hết trơn á. Con của chị quá trời ơi. Con điện cho thằng Tiềm, ông Tấn rồi tập trung lên đây cho chị ba. Bây giờ mày nói mày không có nói. Mày đi vô đám cưới mới thì nè, thử sáng này nè. Tao đi rước cái ông đó lên. Nếu mà có nói mày chịu cái gì, tao cho lính tài xử mày thêm. Tại sao câu chuyện mới chát cho tao chưa có tha lỗi mày nữa mà mày đi ra mày đánh đứng tao là sao? Mẹ mày kêu tao nhận 5 triệu đi. Tao nói không, em không có nhận tiền chị để làm gì. Em muốn làm chuyện này sáng tỏ thôi. Tao không nhận tiền mẹ mày nữa mà. Này mà mày... tại sao mày đi vô đám cưới đám giả mày đánh đứng tao đâu? Mà bên đây mày trả lời có sự gì sao mày trả lời vậy đi, mày trả lời kiểu đó. Ông nghe nha. Lấy kèm xuống cho đẻ ra vậy. Cái chuyện bên đây người ta đã tha cho mày rồi, mày còn đi mày nói mà vu khống, mày nói này nói kia nữa. Tao nhận tiền của mày 10 triệu rồi. Đối với cơ sở tao nhận tiền của mày 10 triệu đủ không? Hả? Thằng mày đủ cho công an vô xử nó là không mà ơi. Có cái gì? Bà con với ông thì bà con với ông chứ độ giờ tôi hết nhịn này rồi, tôi nghĩ là đâu mày qua nay ông nói chuyện với tôi. Mà bây giờ nó mới cái bọt nó vô sáng hôm nay nó vô trong đám cưới đám giả ở trong Kinh Tư á. Sáng Nguyễn Phích cái chồng đó là nó bắn đúng rồi chồng rồi. Tao là một thằng tham tiền để lấy tiền này hay gì? Cái này là ai xuống mày? Không ai xuống. Em nghe. Em lấy cái hàng cây chai, hai cái khuôn đại, một cái hòm măng cá. Rồi em xuống nó ba khuôn. Và để em sơn còn cái này em nhập xuống nữa. Rồi em có em nhận rồi. Anh Sáu đi rồi á, mới chiều gặp ai có hỏi thì mình phải đứng chính. Cái chạy hòm là người ta không có nhận tiền của mình. Bây giờ một cái người tống tiền rồi cái người khác cái gì? Bây giờ không lẽ tao lấy cái ghế này tao muốn mày chết luôn chứ. Mày có nói không? Trời ơi là trời. Tại sao mày phát ngôn gì vậy vậy? Hả? Em nha.
hai thằng gói bự, một cái măng cái với cái cây chay chở ngang chở hết, mà chở ngang không hết thì lấy cái hồng cây chay trồng lên cái hồng cây cuốn đại rồi. Rồi tại sao mày dám thắt ngôn lên, mày nói tao nhận bên tụi mày 10 triệu đi trời hả? Sao bạn thấy sao bạn? Còn gì bạn xin tôi nữa không? Hả? Giờ nhận chú đi rồi mới chiều gặp có ai có hỏi là mình không có nói tào lao gì nữa rồi mình thấy tính chứ. Ai ép mày nói chuyện để tao nhận tiền? Bây giờ bữa nay mày với mẹ mày đi đào ra cái thằng suối, mày điện cho tao thuốc á, bơm hàng tao á, bơm hòm á, lôi cái thằng đó ra trong ngày nay cho tao. Còn bằng không mày không yên với tao đâu. Rồi cái chuyện cái thằng mà tống tiền mày ở trên mà Zalo á, tao nhờ công an vô cuộc luôn. Bên lính của tao á không bao giờ nó nói vậy, mà không bao giờ nó tống tiền ai chứ, tao dám cam đoan luôn. Tao sẽ đào ra cái thằng bên Facebook, bên Zalo mà để tống tiền mày, gửi số tài khoản cho mày đó. Tao nhờ công an điều tra tổng hợp sẽ đào ra. Còn mày, tao chưa có tha lỗi cho mày nữa mà mày đi bán đứng tao trong đám cưới. Tụi mày tiền nhiều không? Tao nhận tụi mày 10 triệu đủ không? Chứ là trời mày buông tao một cái hòm, đủ má chưa có bỏ qua cho mày nữa, mà bây giờ mày bán đứng tao bằng 10 triệu. Mày ông nội thế này hả gì? Người ta đã tha cho mày rồi, người ta bỏ qua cho mày biết lỗi. Mày bỏ mới mốt mày không đi nói bậy nữa bạ nữa. Ở đây là gì đó, mày đi chỗ khác nè, mày không có sống nổi rồi đó. Mày thấy mày bơm một cái ổ quan tài, mày bơm hòm tao. Anh em tao một chết, chết. Nếu mà anh em tao mà ngu ghê, chết vô nhà người ta là người ta chém anh em tao là tụi tao rồi. Đó, anh em tụi tao hùng chết á. Mà bây giờ trở lại mày đi xuống đám cưới mới cái bụng hồi hôm qua. Sáng hôm nay mày đi ra bán đứng tao bằng 10 triệu rồi. Ngày hôm qua mày chạy lên đây mày nói đứng tao tống tiền, nhắn tin gửi qua số tài khoản. Tao tra ra lính tao không có thằng nào dám ăn ngăn hùm nữa chứ. Mấy lính tao á không bằng nữa mày nữa. Mày gan đẳng cấp rồi. Trời. Đây là cái uy tín của người ta, mày đi mày làm gì người ta chỗ làm ăn mà mày đi, cái uy tín của người ta mày làm kiểu gì còn uy tín gì nữa. Bây giờ tao hỏi mày nè, trừ ra người chạy hòm với người chạy hòm như tao thôi mới biết cái chiêu mà để chơi 7 giờ liệm
rồi ngắt một đoạn 15 phút sau điện lại cho hai ngày chôn thôi. Chừng ra chạy hồn chứ chạy hồn tới biết cái chiêu này thôi. Còn mày với khả năng này mày không có đẳng cấp mà để điện cho tao mà đưa ra cái quá trình là để chờ điện để chôn mày đâu. Bây giờ mày nói thiệt đi, còn nếu như không á là vô công an đó. Tao không có giữ người mày lại đây nha. Trong ngày nay mày đồng hành chung với lính tao đi đào ra cái thằng suốt này đi. Còn bằng không tao đưa mày ra công an luôn. Lúc đó thằng dạy về gia đình mày chịu lên. Chứ đâu phải cái doanh nghiệp của tao để cho mày đùa gì đây đâu. Rồi cái cuộc điện mà để bơm hầm đó đó, thằng đó tên gì? Nó xuống thì điện hả? Cái thằng mà xuống mày điện bơm hầm tao, đặt hầm tao đó, thằng đó tên gì? Tên Đương. Bây giờ hiện tại giờ nó đâu? Nó có đi về nhà chung mày chứ không? Thằng kia nó đi chơi là nhà nó đâu? Mày điện cho thằng Lâm lại đây cho dựng ba luôn. Tập trung lại hết. Tao không có giữ người mày nghe. Tao không có giữ người mày ở nhà tao nghe. Nhưng mà tao mượn mày đồng hành chung với mấy anh em tao để đi bắt cái thằng xuống này. Điện cho tao bơm hồn. Mày dám bán đứng tao bằng gấp 10 triệu trong tán luôn trời. Mày gan dữ à. Cái này đưa công an là mày chết á. Mày làm bôi nhọ danh dự người ta, làm mất danh dự của người ta đó. Ở trong người kinh chú biết ai bên bên kêu đó là chạy lại đây cho ông ba mượn luôn. Chú chạy ở đây cho Dương Ba con bộ binh di chuyển chứ. Đang nhậu rồi. Tên gì? Đương. Đương hả? Ừ. Tên Đương á. Vậy hôm qua là nó nói tên gì? Phải Đương, tên Đương, Đương mà Đương Quốc Khánh hay gì không? Nó không có về gì đó. Cái thằng nó lâu lâu nó gì nè. Trời cái ơi kiếp của mày đủ dạ, mà mày bố trí ra mày mày hôm hòm tao mày cũng gan. Cái này là không phải mình riêng nó làm được đâu. Nguyên cái ơi kiếp của nó là đâu vài thằng chứ không phải là một thằng hai thằng đâu. Mà cái người biết công chuyện mới xúi nó được. Chú dẫn đi dẫn. Rồi thôi nhậu đi. Còn nó không sai nè. Bây giờ có ai ăn nghe nó không? Ngoài đầu kinh vô hai ba cái nhà tới à. Chứ ai hâm he hoặc là sao nó thì bây giờ công an vô cuộc này mày yên tâm đi. Người ta không có giết đầu mấy thằng kia nó không giết mày được đâu. Hai ba cái nhà. Thế à? Đầu kinh ngoài này. Đúng rồi, đầu ngoài vô mấy hai ba cái nhà tới. Có nhà tình đương á. Vì là bỏ cái khúc đó, khu đó, khu nhà. Không nói chi công an vô đi. 35 là chỗ này, chỗ 35 chỗ ngoài nè. Bỏ nhậu một bữa đi, đi giúp công viên tiếp tao cái này. Thì bây giờ mày với ông Tuấn, mày với ông Tuấn với anh Tìm rồi đó là tập trung lại đây đi nè. Nha. Yeah. Có tay gì? Tại vì nó ngoan cố mà. Cố thật là. Mày có nhận tiền gì bên kia không? Mày khai không? Bây giờ mày khai không? Không khai tôi đưa ra công an. Bây giờ tao nói mày á, đã vô tới đứa non nước này rồi, dù cho bên kia cái gì đi nữa, không bao giờ dám giết mày đâu. Mà sao không có bao giờ mà làm chắc là mày giết mày đâu.
nghe gì mày không? Chém giết gì không? Mày nói gì đi. Nhắn tin nói gì? Mấy câu qua đó. Thằng đó là mày quen không? Dạ không. Hậu hậu Nguyễn. Suối mày á, điện cho tao bơm hầm ta đó, nó còn số điện thoại đối với mày không? Không, điện là điện không được, nó chậm luôn này, điện còn cái bao của mày. Cái số điện thoại của thằng bao nhiêu? Số điện thoại gì mày lấy giấy với cả ghi mà khai tra cả cái thằng đó đi, nhờ công an vô luôn. Mày mướn xe ôm chạy lại dàn nhạc đó, lấy giấy tờ mày về với cái điện thoại mày về đây, để tao đánh đơn tao đưa qua cái điều tra tổng hợp của viện của mình. Các bạn có để cho chụp qua điện thoại à? Được. Thấy chứ thấy mọi người hồi chút lấy điện thoại con kẹp gì dùm cái này điện thoại nó còn ai đang ở trên đây nè chưa. Bởi vì nó vô trong đám đó đó, vô trong đám hiện tại giờ anh đang làm không? Nó nói với mọi người đó là em nhận của tụi nó 10 triệu bỏ qua chị mày rồi. Nó dám nói em nhận của ông của tụi nó 10 triệu để bỏ qua chị mày rồi. Nó nói với mấy anh em trong đám luôn, mấy anh em trong đám, tại trong đám anh làm anh cưới luôn. Có anh em đâu với em. Rồi em mới nghe, em mới bắt, em mới điện cho nó về đây nè. Mà em có nhận công ty gì? Em có nhận của nó đồng xu cách mạng nào đâu. Đó. Nhưng mà bây giờ thằng này nó không biết nó lại có gì chúng nó cái gì mà thôi. Nó bán cái phá rồi mà cái số tài khoản thôi, chỉ gửi qua số tài khoản này. Mà số tài khoản lại số điện thoại cái thằng này nè. Bây giờ cái thằng sau lưng của nó có một thằng xuống đó sách bài bản cho nó điện em để đặt cái hòm này. Trong ngày hôm nay em sẽ kêu nó đưa cái thằng đó ra cho em để em nhờ công an vô cuộc, chứ không phải để cho tụi này bắn đứng em hoài. 600 mấy à? Hả? 600 mấy à? 600 mấy à? Rồi bây giờ còn bằng không một chút xíu nữa đi, em cho anh mượn một thằng lính cũng biết dàn nhạc luôn. Rồi anh có gì anh điện em, nếu mà muốn cần lính anh điện em. Rồi, đi quần ba đi. Đi quần ba đi. Ba thằng à, anh bán. À, em dễ rồi. Rồi à. Nói. Cái đám nó giờ gặp đây không chạy lấy cái điện thoại vậy đi. Nó nói nó vô đám cưới chồng trên tư á. Chứ chồng âm nha. Nó nói với người ta là em nhận tiền của tụi nó rồi. 10 triệu bỏ qua chuyện này. Ủa mẹ mày, tao thương mày, tao không nói tới mày. Ờ chứ đứng đây. Đứng. Má mày nó đụng mẹ bố hổng tha mày rồi, mày đụng mẹ của bài mua làm cái gì nữa. Đụng mẹ mày có cắt cổ mày không? Không. Không đâu, không biết. Đụng mẹ mày có biết mấy lần rồi. Hôm qua bữa đó gặp mày cũng vậy, đụng mẹ thấy mày tội nghiệp. Tại sao mày đụng mẹ mày hết cái này tới kia mày? Nói thì tại mày ngu quá, mày phải chịu thôi chứ mày nói gì nữa.
ta nói thôi, ta khi xuống mẹ mình nói cái đó chuyện đó tôi làm không được. Mày sao mày ngu quá vậy? Bây giờ anh đâu có làm nhỏ nữa. Rồi bây giờ thằng tiền chở thằng này, anh chạy theo. Rồi tiên kiếm cái thằng mà đặt bài kế rồi mà để xuống thằng này đi. Bắt được thằng đó về cho em. Bắt thằng đó về bằng mọi cách về đây cho em. Rồi cái số điện thoại của cái thằng đó mày nhớ số không? Bây giờ mày kêu xe ôm hoặc là cái gì đó chạy đi xuống hàng cái đám đó đi, lấy cái điện thoại về cho mày. Hoặc là mày chạy đi đi. Mày chạy đi tới dưới mày lấy giấy tờ của mày. Lấy cái điện thoại của mày về đây, đặt tao đánh cái đơn ra. Tao gửi qua điện công an điều tra tổng hợp. Đây nha. Chạy ra quan. Mưa trơn trần đó. Trời ơi trời, đã tao đứng lên tao thấy gia đình mình tao tội nghiệp rồi. Tao thấy mày tao cũng tội nghiệp rồi mà bữa nay sáng sớm hôm nay mày đi hôm qua thấy nó lợi mày vô đám cướp mà mày dám bắt chúng tao bằng 10 triệu nữa mày dám chịu từ rồi. Thằng này là bị ông bố chú chối rồi. Đi rồi đi lên liền. Sáng hôm qua là chú nói nó đi dẫn nó bị chối rồi. Bây giờ mày đưa cái số điện thoại của nó ra cho tụi tao. Cái số gọi tống tiền là cái thằng khác. Cái số mà cái thằng mà ngồi chung với mày mà để bài ra cái giờ giấc mà để điện tao để mua cái hòm á. Cái chỉ mày đó, cái thằng chỉ mày á. Cái này mày cũng phải giữ chữ thôi thôi. Nó đi chung với mày mà làm sao mà mày không ấy? Mày giấu cái thằng đó nè. Bây giờ á, mày giấu cái thằng đó á thì mày phải đánh cái hậu quả này thôi. Thằng đó có gọi cho em lần nào không? Tao có gọi luôn, có gọi mấy lần đi tập trung, có gọi có một một à. Bây giờ tao hỏi mày. Điện thoại nó vẫn còn lưu. Mày đi làm nó đi làm chung với nhớ rồi cho nhớ không? Không có. Ông này khác, ông này làm gì khác. Rồi tại sao ngày hôm qua mày nói với tao là tiền bo đi chung với mày tiền bo. Dạ dạ có tiền người ta bo đó là mày lấy mày không? Nó ăn này ép được rồi nó ghét. Nó kêu mày điện thuốc tao. Rồi nó mới nghĩ tới rồi bây giờ. Má cái thằng này sao vậy trời? Tao nói cho mày hiểu nè. Ủa má, nó ngồi đây không có chuyện chết. Nó ngồi chung với mày đúng không? Đúng rồi, lúc mà mày điện tao bữa đó là 3 giờ chiều đúng không? Mày mua tao cái hộp đúng không? Cái thằng đó nó nói với mày sao mà mày điện tao? Nó chưa mở anh điện rồi anh cũng nghe lời anh cũng điện theo. Mày biết mặt mày thằng này không? Để nó mình mặt mà không có trong mình. Người nói cho mày bao nhiêu tiền mà mày dám điện? Tao không có nhận tiền nó. Người nói làm gì mày mà mày điện cho tao? Nó nói nhà em có người bị mất cái mạng điện dùng nó về tay tay mấy số. Cái thằng này chơi chiêu mày. Ủa đó, mày lỡ người nói khác bây giờ. Cái thằng này chơi chiêu mày. Cái thằng này khai không đúng sự thật nè. Sao đúng? Thôi nó mấy chân giờ cho công an vô cái thằng khác đi. Bây giờ tao nói mày một câu cuối cùng. Mày nói thằng sự thật, anh em sẽ bỏ qua cho mày. Còn bằng không, tao đưa mày ra công an. Tao không hại mày cái gì chứ. Anh không làm hại gì mày hết. Mà tao cũng không chỉ dụ mày để làm gì. Nhưng mà tao muốn bắt cái thằng chủ cô trong viện để lòi cái mặt nó ra để tao tính sổ thằng đó thôi. Tao nói thiệt với mày. Cái giờ dám mày điện cho tao giờ liền. Và người bệnh ở Sài Gòn chết. Và cái giờ chung trường các người với người với nhau nó mới sắp đặt được cái giờ giấc này thôi. Mằng chung thì với tao á, còn nếu mà khả năng mày không đủ đặt cặp để sắp đặt tới cái giờ giấc này đâu,
Tao đảm bảo mày không có thằng lính nào mà để động tay động chân với mày đâu. Rồi lính tao động tay động chân với mày đâu. Mày đừng có sợ. Họ nhớ là nhớ biết đường. Ha. Họ nhớ biết thằng đó không? Mày làm chi rồi bây giờ mày sợ mày đúng. Hả? Mày làm chi mà bây giờ mày sợ mày đúng? Bà nội mày á, tao gặp bà nội mày gần tháng 7 năm rồi tao có cho gạo nội mày nữa đó. Bà nội mày nói bả chưa có chết mà sao mày đặt hòm mua. Bây giờ con khai thiệt đi, cái là thằng nào dụ dỗ mày mày khai thiệt đi chứ mày đừng có giấu. Bây giờ đó mày chạy về trước chở mẹ mày về trước tại đó dưới đi cách đồ đi đâu 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 ruột ngọt rồi lúc tao chở mày đi an toàn đàng hoàng. Mày muốn đi xe bốn chỗ tao chở thì bốn chỗ luôn đi thôi, cái thằng tử ra cho tao còn bằng không tao nhờ tao đem vô cuộc thứ mày đi. Nhớ bây giờ mày nắm đi, cái cơ sở tao tỉnh cà mau có tỉnh như vậy cũng có. Nếu biết thằng tao là mẹ hồng thì cũng lên cái cúng bao nhiêu mà đợi bộ lâu ngày để vừa hả. Ngày hôm qua chưa bỏ qua cho mày, ngày hôm nay mày cho tới đám cưới cho mày bán đúng là mày một cái chồng là làm đó. Nói khác đi thì chạy lên nha, gần 1.000 nè, 900 mấy à. Tao tính để ngày qua ngày cho mày. Alo. Nhưng mà giờ mày alo. Tao về nè. Hả? Hiểu không? Đàn ông quýnh mày để giết thiểu á, chứ phải là mày sợ mày giết thiểu nghe. Nè, đặt cái đầu lên nói chuyện nè. Nó quýnh mày là đi cấp cứu nãy giờ á, nói cho mày hiểu. Cái chuyện này, bữa đó thằng nó mới xuống mày đi, không bơm hầm tao đó. Không có tức bằng cái chuyện sáng nay 10 triệu rồi. Gặp thằng khác rồi, đúng rồi, đi nhặt chuyện nãy giờ này. Rồi mày đi đi. Ngồi chắc ông chịu trước đó. Rồi chờ hồi tiếp theo nha. Kết thúc nha.